Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay đã có sự đối lập về thời tiết giữa hai khu vực miền Bắc và miền Trung. Mặc dù cùng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nhưng trong khi miền Bắc trời chuyển khô ráo, thậm chí còn hửng nắng, thì miền Trung lại liên tiếp hứng chịu mưa rông, thậm chí nhiều nơi mưa lớn. Cụ thể, tại miền Bắc, khối khí lạnh lần này được đánh giá là khá mạnh, nó đã bao trùm hầu như toàn miền, gió chuyển sang hướng Đông Bắc hay còn gọi gió Bắc khô, đánh tan hơi ẩm vốn đang ngự trị tại khu vực này nhiều ngày qua, trời ít mây hơn và có nắng với độ ẩm chỉ còn khoảng 60%. Đây mới chính là trạng thái đặc trưng của miền Bắc trong những ngày chính đông. Theo nhận định của các chuyên gia thời tiết, trong 2 ngày tới, khối không khí lạnh lục địa tiếp tục chi phối thời tiết Bắc Bộ nên thời tiết phổ biến ít mưa, ngày hửng nắng và nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng lên trong khoảng 23 cho đến 26 độ. Riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ, một số nơi như Lai Châu, Điện Biên và phía Bắc của Sơn La, nhiệt độ trưa chiều vẫn lên cao từ 26 cho đến là 28 độ. Mặc dù ban ngày nắng ấm như vậy, nhưng về đêm và sáng trời lại chuyển rét với mức nhiệt ở đồng bằng dao động trong khoảng 16 đến 19 độ, một số nơi vùng núi chỉ từ 14 đến 16 độ. Đến khoảng sáng sớm ngày Chủ nhật cuối tuần, không khí lạnh có khả năng tăng cường trở lại, khiến cho Bắc Bộ lại có mưa rải rác, gió Đông Bắc lại mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, nên nhiệt độ sẽ lại có xu hướng giảm thêm trong những ngày đầu tuần sau. Cùng chung xu thế này, thủ đô Hà Nội sẽ tăng nhiệt dần dần trong 2 ngày thứ 6 và thứ 7. Trời ấm lên với nhiệt độ ban đêm từ 18 đến 19 độ và ban ngày là từ 24 cho đến 25 độ. Nhưng mà sang đến ngày Chủ nhật cuối tuần, khi mà không khí lạnh tràn về thì nhiệt độ lại giảm về 23 độ. Như vậy, nếu có dự định đi chơi trong ngày nghỉ cuối tuần, quý vị và các bạn nên mặc thêm áo ấm để phòng gió lạnh về sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Còn với khu vực ven biển miền Trung, do đới gió đông bắc mạnh kết hợp với điều kiện địa hình chắn gió, nên trong đêm nay và ngày mai, khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào đến Phú Yên sẽ có mưa trên diện rộng. Nhiều nơi có khả năng xảy ra mưa vừa, có nơi xuất hiện mưa to và dông, khiến cho nền nhiệt cao nhất những ngày này hầu hết đều không vượt quá 28 độ. Đợt mưa này sẽ dự báo kéo dài nhiều ngày, nên các tỉnh từ Nghệ An trở vào đến Phú Yên cần đề phòng khả năng có lũ quét và sạt lở đất, đặc biệt nơi có địa hình dốc và nền đất yếu. Riêng có các tỉnh cực nam của Trung Bộ, từ Khánh Hòa đến Bình Thuận là trời ít mưa, ngày nắng, nên thời tiết vẫn tương đối dễ chịu với mức nhiệt từ 30 đến 32 độ. Trở xuống phía Nam, hiện giờ đã bước sang đầu mùa khô nên mưa chỉ còn diễn ra cục bộ. 3 ngày tới, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ duy trì kiểu thời tiết ít mưa, ngày nắng với nhiệt độ duy trì trên dưới 30 độ. Tuy nhiên, do ở rìa phía Nam của khối không khí lạnh tăng cường nên vào những ngày cuối tuần này, nhiều khả năng nhiệt độ về đêm và sáng tại vùng cao Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ sẽ giảm nhẹ ở mức dưới 21 độ ở khu vực Tây Nguyên và dưới 24 độ ở khu vực Nam Bộ. Chuyển sang những thông tin trên thời tiết biển, trong 3 ngày tới, tại khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật trên cấp 7 gây biển động, sóng cao và ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải trên khu vực. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm khu vực quần đảo Trường Sa sẽ giảm mưa và thời tiết tương đối thuận lợi hơn cho các hoạt động hàng hải. Bản tin của chúng tôi sẽ khép lại với phần dự báo chi tiết nhiệt độ các tỉnh thành trong 3 ngày tới. Xin chào và hẹn gặp lại trong bản tin thời tiết lúc 6 giờ sáng mai.